Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Hiện giờ mình đang có mặt trên đường Nguyễn Trãi đó các bạn, gần ngay ngã tư Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng. Mình sẽ ghé vào đây có cái chị bán bún bò Huế và bò kho đó các bạn. Mình thấy bán vỉa hè nhưng mà bàn ghế cũng sạch sẽ và bán khách cũng khá là đông nha các bạn. Cho nên mình ghé vào đây mình ăn và mình sẽ quay một số hình ảnh ở đây cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn đăng ký thì các bạn nhấn vào chữ đăng ký và nhấn vào hình cái chuông để mình đón xem những video tiếp theo nha các bạn. Trước mặt chúng ta là ngã tư Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng đó các bạn. Thì cái bún bò Huế bò kho này cũng gần cái ngã tư đó các bạn. Từ đó các bạn đi lại đây cũng rất là gần. Đây là cái xe bún bò Huế và bò kho nằm ngay hẻm 60 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5 nha các bạn. Mình sẽ tiến vào đây và quay một số hình ảnh các bạn cùng xem nhé. Mặc dù bán vỉa hè nhưng mà khách cũng rất đông nha các bạn. Cái chỗ bán của chị ngay cái đầu hẻm 60 Nguyễn Trãi nè các bạn. Dạ. Ở đây chị bán bún bò Huế và bò kho buổi sáng hả chị ha? Dạ. Đây mình xem nè, thịt thà của chị cũng rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Đây là bò gân nè ha. Gân nè. Đạm nè. Rồi mình có thấy có cả cái thịt heo nữa. Cái này bò không hả chị, còn này thịt heo hả chị ha? Còn cái này trắng trắng là heo nè. Dạ. Bún bò Huế thì có chả lụa và chả Huế nha các bạn, chả chiên. Đây là mì, hủ tiếu mì hả chị ha? Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho. Bánh lấy giá đầy đủ chứ. Quay trở lại hai tô bún bò Huế. Quay trở lại. À, để cái này mấy là chị hầm cũng lâu lắm mới mềm hả chị ha? Đây bò kho nhìn hấp dẫn chưa? À, một tô dịch bao nhiêu vậy chị? Dạ 30 anh. À tô đó 30 ha. Giá bình dân nha các bạn. Đây nè, khách ngồi ở dọc theo vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi và trong cái hẻm cũng khá là đông luôn các bạn. Ở đây là hẻm 60 phường 3 quận 5 Nguyễn Trãi. Thì bán mang về hả chị ha? Bún bò Huế hả chị? Bún bò Huế là bao nhiêu một tô? 30 luôn anh, đồng giá luôn. Một giá hết hả, có đặc biệt không? Dạ, ai muốn ăn nhiều ăn. À, đồng 30 giá là 30 nhưng mà khách muốn ăn thêm thì thêm thôi. Dạ. Cái này có ai nữa không? Có gì à? Đây là bún bò Huế nè. Thập cẩm nè. Thập cẩm là bao nhiêu? Thập cẩm cũng vậy luôn hả? Dạ. Bún bò Huế nè, có chả nè, có bò, có heo luôn. Rồi tới cái cô giáo với bò chả nhỏ. Với rau giá hả chị ha? Dạ, rau giá chục. 30 các bạn ơi, 30 ngàn thôi. Cho nên mình thấy khách rất là đông các bạn. Mặc dù bán ở vỉa hè. Dạ một chút chị, một chút mình ăn mình quay luôn chị. Đó, rau, hành tây, rau răm, hành tây và hành lá. Này có ai nữa không? Cô giáo bò chả. Bò chả hết mẹ rồi, bỏ cân đó thôi. Thấy miếng bò vô. Có chết mẹ nè hả chị? Không sao, vui vui. Quán bình dân vui cũng gì đó. À, chị ơi, chị bán ở đây như vậy là được bao nhiêu năm mà chị? Dạ. Ở đây thôi hả chị? Từ trước giờ luôn hả? Ngay hẻm vậy hả? Bán vỉa hè 20 năm luôn các bạn. Kiên trì bền bỉ với thời gian luôn. Mình thấy chị làm rất nhanh trong tích tắc luôn. Hồi nãy giờ là nấu liên tục. Đây bún bò Huế hả chị? Quay lại ba cái bún sau đi. Đây là cái nước lèo của bún bò Huế nè, mình thấy có xả, có thơm, rất là thơm phức luôn. Còn ở đây là cái nồi của bò kho cũng có xả rồi, có gì chị? Củ cải đỏ. Củ à. Bò kho thì có xả và có củ cải đỏ trong nước lèo ha. Còn bún bò nước lèo, bún bò Huế thì có xả và có thơm. Thường bún bò Huế này cũng có cái mắm ở trong đó phải không chị? Bún bò Huế có mắm. Dạ.
Đây chị trụng cái đây là trụng bún. Ở đây chị bán bún bò Huế và bò kho các bạn ơi. Đồng giá hết nha, 30.000. Còn các bạn thích ăn thêm cái gì thì thêm và thêm tiền thôi. Thì bò kho đem về hả chị? Dạ. Thịt nhìn gân thịt đều rất ngon nha các bạn. Rất là nhiều. Chị ơi lấy đồ chấm đồ hết chưa? Thì nạm nè, rồi gân nè. Này không? Miếng bịch 15 đó chị. Đây còn ai nữa? Có bún có đào á. Nước chung nữa. Đây đây đây. Bây giờ thôi khách ăn vô. Chị ở đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 6 giờ bán anh. 6 giờ bán. À dạ. Tới khoảng mấy giờ thì chị nghỉ? À 6 giờ bán, vậy bán buổi sáng thôi hả chị? Bán rất nhanh luôn, từ 6 giờ tới khoảng 8 mấy 9 giờ là chị hết hàng rồi. Giờ Khánh ơi, đọc tiếp anh em. Ở trên giờ mai đó anh ta. Ngày mai bán món gì? Món phở. Chị thấy có nó hãy nói cái lịch bán không? Món gì mỗi ngày không? Thanh, cái bún tay mà chén màu, chén dài, cái tương là bún bò Huế đó, chứ bò kho, thứ năm là thảo, chứ bò kho, thứ sáu là heo, bò kho, thứ bảy là bún bò Huế, thứ chín bò kho, nhưng mà bò kho là ý chính á. Ngày nào không có bò kho hả chị ha? Đúng luôn. À, có thể thay đổi giữa phở và bún bò Huế, còn bò kho thì ngày nào cũng có nha các bạn. Anh cho chị rau bún bò Huế phải không chị? Rau muống bào. Rau muống bào đúng. Rồi cảm ơn chị. Cái bò kho đó bạn số 3 nè, ở dưới đó. Số 3. Hai cặp bún hay lại chị lên. Bún bò đó là thật lắm luôn. Này số 3 chứ ơi. Cái bún số 3 này em mượn chứ. Thì bún bò Huế hả chị ha? Dạ. Có luôn chứ ơi. Tô mì bò kho các bạn. Ở đây mì bò kho và bún bò Huế đều đồng giá 30.000 nha các bạn. Mình thấy trong đây có mì. Mà tô 30 cũng rất là to. Mấy cái nạm, gân. Bò kho thì có thịt và có gân. Gân thì nó mới ngon nha các bạn. Thì thường bò kho thì trong đây có cà rốt nữa các bạn. Và củ hành tây, mì và nạm gân. Một tô bò rất là thơm phức luôn. Là do cái nêm với nước lèo đó các bạn. Trong nước lèo nó có xả và cái cà rốt nữa các bạn. Một đĩa rau thì mình thấy có rau sống, rau như ăn phở vậy đó các bạn. Rau húng cây, giá, ngò gai, rau quế và một chén muối tiêu. Thì chén muối tiêu mình sẽ nặn chanh vào. Bò kho mình có thể ăn với lại tương ớt và tương đen. Hoặc là mình ăn với muối tiêu chanh cũng được các bạn. Thì mình ăn phở với tương ớt tương đen rồi. Hôm nay mình để muối tiêu chanh, mình cho một ít ớt, để ớt ba chi nha các bạn, sẽ ăn cho nó cay cay. Mình sẽ cho một ít rau, mình thấy là rau cũng khá là sạch đó. Và chủ quán người ta cũng đã lặt rồi các bạn, rau quế nè, húng cây nè, rồi những cái cọng ngò gai, cho một ít giá vào. Rồi bây giờ vậy là ăn thôi. Cái mùi cũng rất là thơm nha các bạn. Cái nước bò kho cũng vừa ăn nha các bạn.
nó có độ sạch sạch trong cái bò kho đó, chắc là có bột năng hay là bột bắp đó các bạn. Mình thấy ở trong tô này cũng khá là nhiều thịt các bạn. Qua thịt được cắt rất là dày luôn các bạn. Cắt dày chứ không phải là cắt mỏng lát lát nha. Nên mình cắn ăn thì sẽ rất là có cảm giác. Thịt mềm và nó có ít gừng gân các bạn, cho nên ăn nó cũng mềm và giòn giòn và béo. Ở dưới đây còn cái chai bò kho đó nè. Cái nước cũng vừa ăn các bạn. Và mình nghe trong đây có cái mùi của mùi hồi đó. Thì bò kho thường nấu thì cũng có cái, trong cái gia vị nêm nếm bò kho thì nó cũng có hồi, ngũ vị hương và nó có cái ngũ vị hương để ướp vào thịt nha các bạn. Và trong đây có cái mùi hồi và mùi quế. Trong các món bò thì cái vấn đề mà khử mùi bò cũng rất là quan trọng nha các bạn. Khử mùi bò người ta có thể khử bằng xả và một ít rượu trắng đó các bạn, để mà ướp, để mà khử mùi. Xong rồi trước khi hầm thì người ta phải trần qua nước sôi để cho nó ra cái nước đen đó các bạn, cho nó bớt cái mùi nha. Đây là cái cục gân nha bạn, chứ cái cục chứ mà cái miếng nha. Cái miếng người ta sắc mỏng, cái này sắc dày lắm, cho nên nó cục gân, nhưng mà mình gấp lên mình thấy cũng khá là mềm. Cục gân được hầm rất mềm nha các bạn. Bò kho thì phải có thịt và có gân gân thì nó mới ngon. Gân rất mềm. Các bạn nhớ đây là quán dĩa hè nha các bạn. Nằm ngay trước cái hẻm 60 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5 các bạn. Gần ngã tư trong bên trong Nguyễn Trãi luôn. Đây là miếng cà rốt. Và mỗi buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, cái món phở, bò kho và món bún bò Huế. Bò kho thì ngày nào cũng có các bạn, còn bún bò Huế và phở có thể thay đổi theo ngày. Mình ăn hết mì vẫn còn thịt các bạn. Cái cục gân này ngon quá. Gân thịt này. Mình thấy khách ăn cũng rất nhiều, mặc dù bán vỉa hè. Các bạn xem, các bạn nhớ chia sẻ món ngon cùng với gia đình và người thân nhé. Và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Mình xin kết thúc video đây và hẹn các bạn ở video sau nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.